Kính thưa đại chúng, hôm nay chư vị có được khỏe không? Hôm nay chúng ta tụng cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Kính thưa chư vị, cái bài kinh nó rất là quan trọng. Bài kinh là bài thứ nhì sau khi Đức Thế Tôn chứng đắc. Bài thứ nhất là chuyển pháp luân, tức là tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Và bài thứ nhì là Vô Ngã Tướng. Và nhờ bài kinh Vô Ngã Tướng, năm anh em Kiều Trần Như đều bước vào dòng thánh. Riêng ngài A Nhã Kiều Trần Như thì chứng quả A-la-hán. Cho nên cái bài kinh Vô Ngã Tướng rất quan trọng. Và cốt lõi của đạo Phật cũng chỉ có thế thôi. Tức là chúng ta tu cái làm sao cho được vô ngã. Mà muốn hiểu như thế nào là ngã để mà tu thành vô ngã thì ta phải hiểu năm uẩn. Tại vì ngã nó chỉ là sự cấu kết của năm uẩn thôi. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức cấu kết lại thành ra năm uẩn. Rồi mang cái thân này rồi khi chết nó còn một chút xíu cái tưởng, cái thức á, nó năng lượng nó tiếp tục nó đi nữa. Và nếu chúng ta không có tuệ giác thì nó cũng ưa thích những cái gì thì nó sẽ đi theo cái đó. Trong lúc sống chúng ta ưa hoặc ghét hai điều đó thì nó sẽ dẫn chúng ta đi theo cảnh giới đó. Vào thời Đức Phật và cho tới bây giờ vẫn còn có ở bên Ấn Độ có cái đạo gọi là đạo thờ bò với đạo thờ chó. Thờ bò thì con người ta hành xử đó phải ở chuồng, giống như bò đó, đi bốn chân, rồi ăn cái gì, ăn cỏ, ăn vớ vẩn và ở chuồng, rồi để loại trừ tất cả những cảm xúc để mà tu tập. Còn người tu theo đạo chó đó thì cũng vậy, đi bốn chân, tức là bò, rồi sủa cũng ở chuồng. Và để diệt trừ tất cả những cảm xúc. Thế thì Bà La Môn lại hỏi Đức Thế Tôn, bạch ngài Cù Đàm, tu như vậy để loại trừ cảm xúc, tức là không còn tham muốn nữa, như vậy thì khi chứng sẽ chứng cái gì? Đức Thế Tôn nói khi nó chứng thì là nó chứng thành chó hoặc thành bò. Mà nếu nó không chứng thì nó rớt địa ngục. Bà La Môn lại hỏi vậy chứ tại nguyên cớ gì? Đức Phật nói tại vì đó là tà kiến. Tại sao thế thưa chư vị? Tại vì hằng ngày chúng ta tu mà như chó đó là cứ bò bò. Những cái hình thái mà thấy bò bò, rồi con mắt thấy bò bò, rồi hành động như bò bò thì sao? Nó đưa vào trong cái thức, nó nhớ. Và khi chết, nó đi theo, nó thành bò, thành chó. Cho nên trong cuộc sống, chúng ta đã trót mang thân người. Đức Phật nói 500 kiếp, làm con rùa mù mà trồi đầu lên mặt biển, tìm cái bọng cây chui vào, chưa khó được làm người. Nhưng mà chúng ta đã trót làm người, tức là chúng ta đã có cái phước báo nhiều đời nhiều kiếp, tu vô lượng kiếp rồi mới được thành người. Thế nên những cái gì mà đưa qua mắt tai mũi lưỡi thân, nó đều vào trong cái thức. Nó giống như tu đạo chó đạo bò. Nếu chúng ta vô thức, tức là làm mà không biết, tức là nó vô thức, thì nó sẽ dẫn theo thôi. Thương hoặc ghét chỉ có hai cái đó thôi. Mà thương ghét thì gọi là tham sân. Tham sân thì nó thành si, có vậy thôi. Vì có si cho nên có tham sân, và vì tham sân cho nên si, nó rất đơn giản vậy đó. Cho nên tham sân si thực sự ra cũng chỉ có tham với sân, mà tham sân rồi rốt cuộc lại cũng chỉ có tham. Không tham thì đâu có sân, không tham thì không sân, không muốn thì được cũng được, mà không được cũng được, cũng sao hết đấy. Nó không có sân, mà có sân có tham tức là còn thương còn ghét. Thưa chư vị, trong đời sống hàng ngày, ăn uống ngủ nghỉ đi đứng nằm ngồi đều có nảy sinh ra những cái sự rung động, vibration, những sự rung động đấy, nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân. Và chúng ta đều phản ứng bằng cách là thương hoặc ghét, thích hoặc ghét thôi. Cái gì mà nó vừa ý thì thích, mà thích thì sao? Muốn thêm nữa. Cái gì ghét thì sao? Thì không muốn nữa, tức là sân. Đấy. Chỉ có tham với sân, tức là thương với ghét. Mà thương với ghét nó đi vào trong cái thức, nó tạo nên sự thuần thục. Thì thưa chư vị, chuyện gì xảy ra?
Rất đơn giản, chuyện gì xảy ra? Tức là nó đưa vào trong cái thức thì đi tái sanh. Đi tái sanh theo cái kiểu mình đang làm. Tham ăn thì kiếp sau có thể làm chó, làm heo, hoặc là làm con gì mà nó ưa thích ăn đó. Mèo nó cũng ưa thích ăn vậy, nhưng mà mèo ăn ít lắm, người ta nói ăn như mèo á, ăn ít lắm. Còn heo ăn nhiều, ăn như heo, phải không? Còn nếu chúng ta đó mà si mê cứ hành xử thì cuối cùng á sinh ra làm bò, người ta nói ngu như bò, phải không? Ngu như bò, ăn như heo. Ăn như heo, ngu như bò, sủa như chó. Nó cũng có những cái danh từ rất là hay. Thế thì người nào mà nói nhiều, ưa nói tập nhạp, ưa nói nhiều, không có kiểm soát được cái ý thức của mình, nói một cách vô thức, nói không có biết lợi hại, nó huân tập như vậy thì nó đưa vào trong cái thức. Và sau đó thì khi chết thì đầu thai làm chó, tức là cái sủa hoài. Nó vậy đó. Tức là chúng ta trong đời sống hàng ngày hành xử như thế nào, tu tập như thế nào, sống như thế nào thì khi chết nó sẽ đi theo ngã đó thôi. Đấy, Đức Phật dạy tu như bò thì khi chết trứng là thành bò, mà tu như chó thì khi chết trứng thành chó, mà nếu không chết thì xuống địa ngục, tại vì đó là tà kiến. Cho nên chúng ta tu tập chúng ta phải thận trọng, không khéo thì chúng ta cũng rớt vào trong cái cảnh giới đó. Tức là nhiều lúc ăn, chúng ta chỉ có cái ăn với ngủ là hai cái chánh, phải không quý vị? Ăn ngủ nó chiếm tới cả hàng 10 tiếng đồng hồ một ngày rồi. Một ngày có 24 tiếng đồng hồ. Ăn phải sửa soạn ăn nè. Rồi ăn như thế nào, rồi xong rửa chén nè. Rửa chén xong rồi đi toilet nè. Ôi thôi, nó kéo dài cả hàng 10 tiếng đồng hồ. Nó mất thời giờ của mình rất nhiều. Ăn và ngủ. Ngủ cũng vậy. Có những vị ngủ 6-7 tiếng. 6-7 tiếng cộng với ăn nữa là 6-7 tiếng là 12-13 tiếng đồng hồ rồi. Hơn một nửa cuộc đời chỉ có để ăn và ngủ thì quý vị nghĩ có phí không? Phí quá chứ phải không? Tại vì khi chết mình không biết mình đi đâu, mà không biết lúc nào chết. Có ai biết mình chết không quý vị? Chết bằng hơi thở mà. Thở ra mà không thở vô thì là chấm dứt. Sư thấy cũng có ở nghĩa địa, cũng có những ngôi mộ 2 tháng tuổi chết, 50 tuổi chết, 30 tuổi chết, 70 tuổi chết, không biết cái dạng nào. Chết đủ mọi kiểu, chết đứng, chết ngồi, chết nằm, chết đi. Có người chết trong cầu tiêu, có người tắm mà rớt xuống chết, rồi có người đi tự nhiên vấp vào cái chỗ gì đó té ngang ngoài đường rồi lăn xuống đó là chết. Mà lúc này chết vì corona 19 chết nhiều lắm. Chết mà bó ở trong cái bao rồi vứt xuống dưới đất, rồi người ta phải rải vôi, rải thuốc ngăn ngừa nó lan truyền, đủ mọi thứ. Chết mà còn không yên, chết mà còn bị người ta sợ hãi, người ta phải rắc vôi, rắc thuốc đi. Cho nên chúng ta cố gắng tu tập để làm sao khi chết á, nó được an vui. Và khi chết nó không bị rớt vào trong cảnh giới mà chết người ta phải sợ hãi, người ta phải đem đi chôn. Chớ làm như vậy. Cho nên cố gắng tu. Thế thì tu phải thấy rõ ràng năm uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức, những cảm xúc, những này những kia đều ở trong cái thân này mà thôi. Nó thọ tưởng hành thức nó từ nơi não. Còn sắc pháp tức là xương thịt, da, mắt, mũi này kia, các thứ lông này kia là sắc pháp. Thế thì những cái thứ đó nó không có tồn tại. Trong từng sát na nó đều thay đổi. Sáng trước khi ngủ dậy thì quý vị suy nghĩ khác, tức là tưởng khác. Rồi sau khi thọ 5 giới, 8 giới, 10 giới bắt đầu lại tưởng khác. Nghĩ mình là thanh tịnh, tốt, nhưng mà có điều cố gắng giữ. Tại vì cái điều quan trọng là giữ làm sao cho chánh niệm, đi đứng nằm ngồi đều phải thấy rõ, phải thấy rằng năm uẩn chỉ là uẩn thôi, nó không có cái gì gọi là quan trọng hết. Cho nên nó chế bỏ được tất cả phiền não. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nhắc nhở quý vị nên giữ chánh niệm mà tu tập. Ngày khi tụng kinh sư cố ý tụng chậm là tại sao? Là tại vì để cho cái tâm chúng ta coi cái tâm nó có chạy không? Cái chữ chạy theo tâm hay tâm chạy theo chữ? Nếu tụng nhanh cái tâm nó chạy theo chữ, tức là tâm ma. Mà nếu tụng chậm lúc đầu tụng chậm cho quý vị quen, sau khi quý vị đã thuần thục thì tụng nhanh chút không sao. Nhưng mà tụng để làm gì? Để nhắc chúng ta nhớ.
mà nếu tâm chạy theo chữ tức là tâm ma, mà chữ phải chạy theo tâm đó, thì cái tâm nó mới thay đổi à, cái tâm nó mới thay đổi, tâm nó thay đổi thì cái đó mới gọi là tu à, chúng ta nương vào chữ để chúng ta tu chứ không phải chạy theo chữ để được phước, phước được tái sanh rủi kiếp này ăn nhiều kiếp sau làm heo làm sao, phải không quý vị? À, cho nên chúng ta tu học cũng phải có những cái cách để tu. Và mỗi buổi sáng chúng ta sẽ vào xin giới, vị nào lớn tuổi, lớn hạ thì cứ việc đứng ra xin. Các vị lớn đều phải đứng ra xin để các vị khác đi theo. Tụng chậm chậm thôi. Để làm chi? Để cho cái tâm của mình nó trụ lại. Không cần tụng nhanh, tụng chậm. Mà cái tâm của mình nó biết là mình đang tụng cái chữ đó nghĩa gì và mình có cái phạm gì là tự nhiên mình biết, mình sửa. Như vậy mới có lợi lạc. Chúng ta tu là như vậy. Và sư sẽ cố gắng vào trong đạo tràng trước 5 phút để mà phát những cái bài như sáng nay á, bài quán niệm sự chết có lợi lạc cho quý vị. Và sau khi hết cũng qua cũng tụng lại cái bài đó để cho quý vị nhớ. Và sư cũng nói trước để tránh cái trường hợp nó lộn xộn trong đạo tràng. Thì sau 10 phút sau khi mà đạo tràng được an định rồi, bắt đầu tụng niệm rồi đó, thì là sư sẽ lock, tức là khóa lại, thì không có ai vào được hết á. Cho nên quý vị vào trễ là quý vị đành chịu thôi. Cố gắng nha quý vị, hoan hỷ vào trước chừng 5 phút để chuẩn bị. Như vậy nó rất là tốt. À, anh Minh Vinh hỏi là làm sao ngồi thiền cho bớt đau chân, ngồi kiết già bán già có hiệu quả như nhau không? Ngồi kiểu gì cũng có kết quả như nhau hết anh Vinh. Bây giờ anh muốn ngồi kiết già tốt để cho cái lưng nó thẳng. Quý sư ngồi kiết già tại vì lâu năm rồi quen. Một số cư sĩ họ cũng ngồi kiết già được tại vì tập thôi chứ không có gì hết. Mà nếu không ngồi kiết già được, có những vị lớn tuổi quá, 80, 90 họ ngồi kiết già, bán già họ cũng không ngồi được nữa. Thế thì họ lấy cái ghế thấp thấp á, họ ngồi lên, không có sao hết á. Tại vì Đức Phật không dạy cái quan trọng ở nơi cái ngồi, mà Đức Phật nói cái lưng thẳng. Hãy ngồi làm sao cho lưng thẳng, cổ thẳng, nhắm mắt lại, thở vào, nhận biết, thở ra nhận biết. Chứ Đức Phật cũng không có dạy là phải ngồi là bán già kiết già. Bán già kiết già đều được. Hoặc là chéo chân cũng được. Ở bên miến á, quý vị vào trong cái bài mà sư hướng dẫn về cách ngồi thiền ở trong YouTube có đó. Thế thì ở trong Facebook của Tuệ Tâm Thiền Thư Quán nó cũng có. Tức là hướng dẫn cách hành thiền á. Thế thì ngồi bán già, hoặc kiết già, hoặc là chéo chân, hoặc là một cái chân trong chân ngoài đều được hết. Nếu mà thấy nó đau á, thì chịu khó lấy cái gối lót dưới cái mông chút để cho nó cao lên thì nó bớt đau. Nó bớt đau. Có vậy thôi, cứ tập. Nếu lúc đầu tập không được nhiều thì tập 30 phút rồi tăng lên 40 phút rồi tăng lên 50 phút. Nếu quý vị ngồi cỡ chừng 75 phút, 80 phút là coi như qua được cái giai đoạn nó hết đau. Giai đoạn nó hết đau. Và như vậy rất được an lạc. Rồi Nguyễn Vương muốn hỏi gì? Hỏi đi, sư cho tụng bài kinh cuối cùng rồi chúng ta nghỉ, cũng hết giờ, nhiều vị cũng có công việc vậy. Bạch sư cho con hỏi là trong thời khóa ngồi thiền của con một tuần nay á, con ngồi con không biết làm sao, con cảm nhận như là mà trước khi lúc con ngồi thiền thì con đã dọn dẹp rất là sạch sẽ rồi, mà trong cái thời khóa thiền của con cảm thấy cái thân con nó giống như là điện tập với lại đi nó châm châm vào người con ấy. Thì có những lúc ấy thì con cảm thấy như là con cứ theo dõi nó thì con không sao, nhưng con lúc con mất mất chánh niệm ấy thì đâm ra con sợ hãi, xong con lại phải xả thiền, con đi ra chỗ khác con ngồi thì không bị, xong con lại còn có cái cảm giác là nó có một cái dòng nước gì nó cứ chảy từ trên đỉnh đầu con nó chảy xuống á sư, mà con không biết là sao như vậy nữa, thì con mong sư khai thị cho con tỏ ạ. Con cảm ơn sư. Rồi mô Phật, bây giờ đơn giản lắm, chỉ chú ý tới cái hơi thở thôi. Bất cứ chuyện gì xảy ra, hai điều cần phải làm. Điều thứ nhất là chú ý vào hơi thở. Thở vào, biết nó thở vào. Thở ra, nó hơi thở ra, biết đi ra.
Nếu hơi thở dài, biết hơi thở dài, hơi thở nóng, biết hơi thở nóng, hơi thở mạnh, biết hơi thở mạnh, biết hơi thở nhẹ, biết thở nhẹ, tức là thô tế đó. Nhiều khi nó vi tế, hơi thở nó rất là nhẹ, cũng phải theo dõi biết nó đang đi vào, biết đang đi ra. Đó là cái thứ nhất nha. Luôn luôn chú ý vào hơi thở. Cái thứ nhì, đừng chú ý tới hiện tượng mà chú ý tới cái tâm. Thí dụ như mình thấy nó nghe ngứa nhức nháy, nhức nhối trong thân, thì thay vì chú ý tới cái nhức nhối, ta chú ý có cái tâm gì đang sanh. À, tức là cái tâm phiền não, à, nó thấy nhức nhối, nó khó chịu, nhìn cái tâm khó chịu, nhìn nó thì nó biến mất, mà hễ nó biến mất thì hết đau. Hết đau rồi chút xíu nó lại đau lỡ, tại vì cái đó là đương nhiên thôi, nó cứ đau tới đau lui thì ta nhìn thấy lúc nào nó, cái tâm tâm phiền não nó sanh ra, ta nhìn biết, à, thấy nó phiền não nó xuất hiện, cái tâm á, chứ đừng chú ý cái đau. Cái đau là nó có hoài à, nhưng mà cái tâm á, nó nhận biết, cho nên có lúc nó sẽ thấy đau, có lúc nó sẽ không thấy đau. Thế thì ta cứ nhận biết lúc nào cái tâm phiền não nó sanh, lúc nào cái tâm phiền não nó diệt, luôn luôn theo dõi cái tâm đó, coi mặt mũi nó ra làm sao, rồi lúc nào nó sanh, lúc nào nó diệt, phải chú ý cái tâm đó, à, như vậy thì nó sẽ thành tựu. À, cứ hai điều đó thôi. Thứ nhất, chú ý vào hơi thở. Đấy. Thứ nhì, à, là chú ý vào cái tâm. À, cái tâm tu Phật tức tu tâm mà, chứ đâu phải tu cái đau. Đau là do ngũ uẩn, à, sắc thọ tưởng hành thức là nó đau. Quý vị nghe lại những bài giảng của sư đi, quý vị sẽ thấy nó chỉ là sắc thọ tưởng hành thức thôi. Và như vậy khi thấy được cái tâm thì là nó sẽ biến mất. Nhưng mà rồi nó sẽ lại đau nữa thì cái tâm đó lại phát sinh. Và phải để ý cái tâm phiền não đó với cái tâm trước, hai cái nó khác nhau. Có khi nó tăng, có khi nó giảm. Lúc nó tăng là tại vì mình ngu, mình không biết cho nên nó tăng. Mà lúc nó giảm là tại vì mình có minh. Mình biết thân là vô thường, thân là ngũ uẩn, đau là thường. Thành thử tự nhiên cái tâm mà phiền não nó giảm xuống. Đấy. Thế mình phải nhận biết. Sau này mùa an cư này sư về tuệ tâm, sư sẽ hướng dẫn quý vị có công thức đo đàng hoàng. Tính người ta đo được là cường độ nó như thế nào để rồi chúng ta tu tập. Để rồi chúng ta giải trừ được tham sân si phiền não. Thôi ngày hôm nay như vậy cũng tạm đủ. Thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm.